đập niêu đất, nhảy lò cò, kéo co, dán những chiếc đèn ông sao là những trò chơi dân gian mang lại niềm vui cho các bé đang có mặt tại không gian vui Tết Trung Thu của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Được trải nghiệm tự mình trực tiếp dán những chiếc mặt nạ giấy bồi hay những chiếc đèn ông sao truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân khiến các em rất thích thú. Cái đèn ông sao như kiểu biểu tượng cho lá cờ Việt Nam và mùa Trung Thu được hay chơi những ngày cháu chưa bao giờ chơi nên mới được chơi. Hình tượng ông sao ở trong cái dịp Trung Thu là một cái hình tượng rất là thân thuộc với các cháu trong mỗi dịp Trung Thu, nên là cái việc mà tổ chức dán những đèn ông sao này rất là bổ ích với các cháu. Không chỉ các em thiếu nhi mà các bậc phụ huynh tham gia các trò chơi truyền thống cùng các em cũng cảm thấy ý nghĩa. Còn với các nghệ nhân thì mỗi dịp Trung Thu về, trong lòng họ lại có những cảm xúc đặc biệt khi được kể, được hướng dẫn các em nhỏ làm những chiếc đèn ông sao truyền thống để các em nhớ về lịch sử, nhớ về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cứ mỗi dịp Trung Thu đến thì em lại rất là vinh dự để được hướng dẫn cho các em nhỏ chơi những cái trò chơi dân gian để các em có thể biết quay về cội nguồn, biết được rằng ông cha ta đã gìn giữ cái nghề truyền thống này như thế nào. Bên cạnh những trò chơi dân gian, các em còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang đậm truyền thống về ngày Tết Trung Thu. Trong vai chú Cuội, chị Hằng và nhiều con vật ngộ nghĩnh gần gũi với các em nhỏ, những nghệ sĩ của nhà hát múa rối Việt Nam đã mang đến cho các em thiếu nhi nhiều tiết mục rộn ràng, vui tươi và đầy ý nghĩa trong dịp Tết Trung Thu năm nay. Cái ấn tượng nhất đấy chính là không khí, đã tái hiện lại tất cả những Trung Thu từ ngày xưa, từ tuổi mà lúc mình còn bé, từ đèn kéo quân, đèn lồng, đèn ông sao, tới một không gian rất là Trung Thu. Và hy vọng rằng cái mùa dịch năm nay tất cả chúng ta đều an toàn để các em có một Trung Thu thật là vui vẻ. Với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, cùng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã tái hiện lại không khí văn hóa truyền thống, đem đến niềm vui và nhiều điều bổ ích cho các em nhỏ trong dịp lễ Trung Thu.